Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với tất cả các bạn về một địa danh rất nổi tiếng trên thế giới. Đó là Jerusalem, thánh địa của Tam giáo hay còn gọi là Ba Tôn giáo. Nếu như bạn hỏi các tín đồ Cơ Đốc giáo, thánh địa của họ ở đâu, thì bạn sẽ nhận được câu trả lời rằng, đó là Jerusalem. Còn nếu như bạn hỏi các tín đồ Do Thái hoặc Islam giáo, với câu hỏi như thế, thì đáp án vẫn là Jerusalem. Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo đều cho rằng, Jerusalem là đất thánh của họ. Thành phố cổ xưa này là trung tâm hoạt động tôn giáo của các dân tộc vùng Tây Á thời cổ đại. Tín đồ của ba tôn giáo đều đến đây hành lễ. Jerusalem nằm ở miền trung Palestine, trên đỉnh một dãy núi chạy suốt từ bắc đến nam, có độ cao so với mặt biển là 790 m, vốn là nơi giao lưu thương mại mậu dịch quan trọng giữa đông và tây. Tương truyền 3.000 năm trước công nguyên, người Lebusin thuộc bộ lạc Canaanin cổ đại di cư đến từ bán đảo Ả Rập và định cư ở đây. Thánh kinh có viết, vua của bộ lạc này là Menkesede. Ngài đã lập nên thành này và đặt tên cho là Salem, có nghĩa là thành phố hòa bình. Người Ả Rập gọi nó với một tên khác có ý nghĩa là thành phố thánh. Thành phố đó sau khi được xây dựng xong, người Do Thái, Babylon, người Ba Tư, Hy Lạp, La Mã và người Ả Rập lần lượt làm chủ thành phố này. Những cuộc chinh chiến không ngừng đã tô điểm cho ngôi thành cổ này những màu sắc phức tạp. Mỗi dân tộc, mỗi hình thức tôn giáo đã để lại dấu ấn nơi đây. Đó cũng chính là nguồn gốc lịch sử của từng giáo phái, cái để Jerusalem trở thành đất thánh của ba tôn giáo. Khoảng 1.000 năm trước công nguyên, quốc vương Do Thái tên là David đã chinh phục và đồng hóa người Jebusin, lập ra nước của người Do Thái, đặt kinh đô ở Jerusalem. Trong thời David và con của ông ta trị vì, vương quốc Do Thái đạt đến sự thịnh vượng cực độ. Họ xây dựng thánh điện Salomon tráng lệ ở phía tây Jerusalem, trong đó có thành Yahweh và bộ kinh vĩ đại do người Do Thái lập nên, và nơi đây đã trở thành trung tâm hoạt động tôn giáo của toàn dân Do Thái. Năm 586 trước công nguyên, Babylon tấn công thành Jerusalem. Tòa đệ nhất thánh điện bị san bằng, dân Do Thái bị bắt làm nô lệ cho Babylon. Năm 538 trước công nguyên, vua Ba Tư phóng thích những người nô lệ Do Thái. Những người này trở về quê hương và xây dựng lại Jerusalem và Thánh Điện. Về sau này, Jerusalem còn bị tàn phá và xây dựng lại nhiều lần nữa. Trong khoảng thời gian trước và sau công nguyên, người sáng lập ra đạo Cơ Đốc đã ra đời trong một thị trấn nhỏ, đó là Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu đã truyền giáo, sống và lâm nạn tại đây. Trên một ngọn núi ở phía đông thành Jerusalem là nơi Đức Chúa lên trời. Ở trên một khối đá, cho đến nay, vẫn còn lưu lại vết chân của Đức Chúa Giê-xu. Năm 335, Hoàng đế La Mã từng du hành đến đây, và tại nơi Chúa bị đóng trên thập tự giá, đã cho xây dựng giáo đường Thánh Mộ. Do có truyền thuyết Chúa phục sinh, cho nên Thánh Mộ vẫn là một cái mộ rỗng. Tuy vậy, hàng năm, có hàng mấy chục nghìn tín đồ Cơ Đốc từ khắp nơi trên thế giới hành hương về ngôi đền thánh này. Thế kỷ thứ 7, người Ả Rập đánh bại người Đông La Mã và trở thành chủ nhân của Jerusalem. Từ đó, trong thời gian dài, Jerusalem nằm trong sự thống trị của những tín đồ của Thánh Allah. Trên cơ sở xây dựng thành của người Do Thái, người Ả Rập đã xây dựng một ngôi đền mới cho đạo Hồi. Theo Kinh Quran ghi, năm Muhammad 52 tuổi, một đêm, Thánh Allah sai thiên thần đem ông ta từ Mecca đến đây. Ông ta cưỡi ngựa trong đêm, chân đạp lên hòn đá rồi bước lên trời để nhận những điều răn. Đến gần sáng thì trở về Mecca. Đến nay, ở đền Sahara vẫn còn hòn đá thánh, nơi mà Muhammad đã đặt chân lên để đi lên trời. Jerusalem trở thành đất thánh thứ ba của đạo Islam, Hồi giáo. Trong lịch sử hình thành của Jerusalem có liên quan đến ba tôn giáo, ai cũng giành quyền sở hữu cho mình.
Từ lúc xây dựng, Jerusalem thường xảy ra chinh chiến. Đến cuối thế kỷ 11 thì những cuộc thánh chiến càng ác liệt hơn và kéo dài cho đến ngày nay. Đầu tiên là hoàng đế La Mã và các tướng lĩnh châu Âu phát động cuộc thập tự chinh với tên gọi thu phục thánh địa, tiến hành cuộc đồng tiến. Năm 1099 đánh chiếm Jerusalem, tại đây họ lập nên vương quốc Jerusalem và cai trị gần một thế kỷ. Năm 1187, quân thập tự chinh bị đánh bại, Jerusalem được thu phục. Từ năm 1517 đến trước khi xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Jerusalem dưới sự thống trị của đế quốc Osman. Từ năm 1922, Jerusalem do Anh thống trị. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, Jerusalem nằm trong sự quản lý của Liên Hiệp Quốc. Tháng 5 năm 1948, sau khi cuộc chiến tranh giữa Afghanistan và Israel nổ ra, Israel chiếm lĩnh Tây Jerusalem và năm 1950 tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel, còn phía đông do Jordan kiểm soát. Năm 1967, sau khi cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ ba kết thúc, Israel đã chiếm luôn phần phía đông và kiểm soát toàn bộ Jerusalem. Tháng 7 năm 1980, Israel đơn phương tuyên bố Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn và không thể chia cắt của Israel, từ đó dẫn đến sự phản đối của các nước Ả Rập và thế giới. Ngày 29 tháng 8 năm 1993, Israel và Palestine đã ký hiệp định, kết thúc gần 10 năm đối địch. Tuy vậy, vấn đề Jerusalem thuộc về ai vẫn còn là vấn đề nóng bỏng. Hiện nay, Jerusalem được chia thành hai khu, đó là khu Đông và Tây. Phía Đông là khu tôn giáo, còn gọi là Cổ Thành. Phía Tây được xây dựng từ thế kỷ 19, được gọi là Tân Thành. Khu phía Đông trải qua nhiều lần chiến tranh đã xây dựng và trùng tu 18 lần, diện tích của nó khoảng gấp 2 lần khu phía Tây, được chia làm 4 khu. Phía Đông Bắc là nơi cư trú của Hồi giáo, bao gồm cả khu thánh địa nổi tiếng. Phía Tây Bắc là khu của Cơ Đốc giáo, Tây Nam là khu giáo hội Armenia, phía Đông là khu Do Thái. Đây là thánh địa của tôn giáo và di tích. Những sự kiện, nhân vật và địa danh trong Thánh Kinh đề cập đến đều để lại vết tích nơi đây. Trên núi Sion có mộ của vua David và phòng an tối. Nghe nói phòng an tối là nơi mà Chúa Giê-xu trước khi bị đóng đinh đã cùng với 12 đồ đệ của mình ăn bữa ăn cuối. Trước khóc thành, các người Do Thái hướng về các thánh, khóc lóc, cầu xin. Khóc thành thực ra là một bức tường đá trong khu đền thờ. Người Do Thái cho rằng những hòn đá ở bức tường này lấy từ thánh địa Solomon và xem nó là chứng nhân lịch sử quan trọng nhất theo truyền thuyết. Những năm trước, người La Mã đuổi người Do Thái ra khỏi thành Jerusalem. Người Do Thái thường tụ tập lại nơi đây khóc lóc, cầu nguyện. Những người Do Thái lang bạt khắp nơi trên thế giới cũng thường đến đây để cầu nguyện, gửi gắm nỗi niềm thương tiếc về tổ quốc. Bức tường này được gọi là Khóc Thành. Đạo Islam có một khu thánh địa nằm trên đồi Malisi, chiếm diện tích 26.000 km2, bốn bề có tường bao bọc. Phía nam có một ngôi đền thờ, nó được xếp sau ngôi đền Mecca và tiên tri tự của Al-Madino và xếp thứ ba trong đạo Islam. Khu đền ở khu trung ương đẹp rực rỡ. Trên đỉnh lớn nhất của mái đền được viết một hàng chữ lớn kinh Quran. Điều thú vị là Khóc Thành của đạo Do Thái và đền Akamu của đạo Islam đứng sát nhau. Cư dân trong thành Jerusalem chủ yếu là người Do Thái và người Ả Rập. Người Do Thái ở khu phía đông, người Ả Rập ở khu phía tây. Những cư dân ở đây sử dụng tiếng Do Thái, tiếng Ả Rập, tiếng Anh. Trên đường phố và các hàng quán đều viết các loại chữ trên. Hàng tuần, vào thứ Sáu, Bảy, Chủ nhật là ngày nghỉ lần lượt của các tín đồ Islam, tín đồ Do Thái và tín đồ Cơ Đốc giáo. Vấn đề mình chia sẻ về địa danh nổi tiếng Jerusalem đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới ủng hộ mình. Mến chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.